Tất cả các bạn, hôm nay á là tôi nói về cái dòng Chúa cứu thế vừa qua đã tổ chức cái buổi tri ân của thương phế binh của cái gọi là chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước kia mà nhân dân ta thường gọi là Ngụy Quân. Bọn chúng tổ chức ở tại 38 Kỳ Đồng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt á, là tôi thấy tên Linh Mục Tâm là một tên tổ chức và cầm đầu trong cái đám tổ chức này. Thì tôi thấy thế này, các vị linh mục này á đang đưa thêm một cái món ăn của thương phế binh, cái danh hiệu là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, lên cái bàn ăn của cái gì. Trước kia cái trên bàn ăn của cái gì đã có những cái món hải đảo, rồi môi trường, rồi tôn giáo. Trên bàn ăn của quý vị đã có nhiều món để các vị lấy cớ chống đối nhà nước. Nên các vị dọn thêm một món ăn lên bàn ăn của quý vị nữa là cái danh hiệu thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, để các vị trục lợi trên cái thân xác của các anh em binh sĩ Đồng Hòa trước kia. Thì tôi nói đặc điểm, tôi thấy như thế này, tôi thấy rất là buồn cười. Tôi buồn cho số phận của những anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi thấy cười cho các cái vị linh mục đang diễn thêm những cái trò chống phá nhà nước. Tại sao tôi gọi là anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa? Vì tôi thấy thế này, tôi đã từng sống ở Sài Gòn chế độ trước. Những anh có thể lớn tuổi hơn tôi, mà có thể nhỏ tuổi hơn tôi hoặc trang lứa tôi, lớn lên trong thời kỳ đang chiến tranh ở cái đất vùng tạm chiếm của vùng đầu của Mỹ quyền, đặc biệt nhất trong cái thời điểm chiến tranh nổ ra mãnh liệt nhất ở giai đoạn Mỹ đổ quân vào miền Nam Việt Nam cùng các quân chư hầu, và giai đoạn năm 1965. Thì cái giai đoạn đó, trường hợp đi lính của anh, tôi đều biết các anh đều bị bắt buộc và bị bắt lính. Không ai muốn đi lính trong thời gian đó, không ai muốn cầm súng để chết một cách oan uổng với một chế độ anh không có lý tưởng. Đa số các anh đều bị bắt lính, bị ép buộc. Có những trường hợp á, là có những anh đi làm công nhân, đi làm thợ tự do. Nhưng khi chiều về, các anh bị những xe chặn ở đường, xét giấy tờ, thế là nó quăng các anh lên xe và đưa các anh lên trung tâm 3 để huấn luyện ở trung, đó là chỗ huấn luyện tân binh. Mà đúng hơn, cái đó là cái tù binh, là đúng hơn là tân binh, vì nó quản lý các anh không thể trốn ra ngoài được. Rồi nó huấn luyện các anh cách bắn giết người nhanh nhất, tốt nhất. Rồi nó đưa các anh ra các cái đơn vị chiến đấu, thế là các anh hết đường trốn. Bởi vì các anh trốn đi đường cái á, thì sẽ bị những cái đội quân cảnh tuần đi dọc đường bắt anh. Còn trốn đi đường tắt á, thì các anh sẽ bị quân giải phóng lượm các anh, cho nên anh không có đường nào thoát hơn, anh buộc phải cầm súng. Mà trong số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa này á, không ít người đã đổ máu để cầm chân quân giải phóng tiến vào Sài Gòn, để cho một số tướng tá và một số ngụy quân ngụy quyền chốt bu để có thời cơ và điều kiện đưa tài sản và gia đình họ đi ra nước ngoài trước, để anh phải đổ máu để hạn chế bước tiến quân của giải phóng, để cho chúng có đủ điều kiện để trốn ra ngoài. Thì chính các anh phải hận và giận tụi nó mới đúng hơn. Thì trong số các anh đó, thì đa số là người lao động nghèo, các anh mới đi lính. Chứ còn những bọn có tiền, nó chạy vào lính kiển hết. Chính tôi ở cái đất Sài Gòn trước kia tôi biết. Hoặc là chúng lo lót vào cảnh sát, lo lót vào những công chức, hoặc chúng chạy vào những cái giấy tờ được miễn dịch. Còn các anh đa số đều là những người dân lao động nghèo, bị ép buộc đi lính. Trong cái số này á, thì tôi thấy á, là hôm họp tập họp ở đó, thì tôi thấy rất vài ba người trong số các anh chỉ mặc những quân phục của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước kia, còn đa số không thấy mặc. Thì tôi hiểu rằng các anh rất không ưa gì những bộ đồ mà từng vất đi, một đội quân ô nhục, một đội quân bại trận. Thì tôi thấy trong đa số các anh ngồi họp á, thì không có anh nào mà mặc những quân phục hết, chỉ có vài ba anh thôi.
thì bọn chúng tập trung cái anh để làm cái tri ân. Các anh nghĩ thế nào mà chúng tri ân? Các anh cầm súng của giặc bắn vào đồng bào, bắn vào quân giải phóng, những người kháng chiến chống ngoại bang, thì chúng lại tri ân hết sức vô lý. Mà trong cái buộc cái cuộc họp mặt tri ân đó, tôi nhìn rõ vô thì có vài tên trẻ trâu mặc những đồ lính quân phục Việt Nam Cộng Hòa trước kia để chú diễn những cái trò hề. Và đây tôi xin các vị giải trí một chút trong cái trò hề của chúng ở bên nước ngoài. Chắc nhiều vị đã thấy cái cảnh này rồi. Chúng diễn những cái trò hề này tôi thấy rất là buồn cười. Mặc quần áo á rằn ri, cái quân hiệu là biệt động quân, nhưng mũ lại mũ dù đỏ của binh chủng nhảy dù, thì y như cái đám này nó đi ra đường nó lượm được thứ gì nó mặc đại vô thứ đó, chứ nó không biết cái binh chủng nào ở binh chủng quân chủng nào hết. Được đâu 6 tên chứ không được 10 tên. Chúng đang diễn ngay trò hề để chúng moi tiền cộng đồng hải ngoại. Mà tôi nghĩ rằng những tên này á, mà về Việt Nam á, chỉ cần phụ nữ ở một khu phố tôi thôi, đái vào mặt chúng nó cũng đủ chất ngột rồi chứ chưa cần phải đánh. Các vị nhìn kỹ coi, quân hiệu bên tay là quân hiệu của Việt Đông Quân, mà nón thì nón mũ dù đỏ. Đấy, quân hiệu nhảy dù, tôi thấy cái đám này rất lộn xộn, hầu như chúng trẻ trâu này nó không biết cái quân chủng nào, binh hiệu nào hết trơn, chúng chỉ thích mặc vô là chúng mặc thôi, để mà chúng đem đi diễn trò. Một số trẻ thì không phân biệt được, những người lớn tuổi như tôi đã từng sống phân biệt được chúng, và dòm y như là chúng lượm được những cái đồ này ở đâu ngoài đường, chúng đại mặc vô, chúng đội vào, chứ không biết là đơn vị nào hết, không biết quân chủng nào hết. Các vị nhìn rõ con, đúng là một đám hề, chúng diễn tuồng. Mà nhất là những bọn trẻ trâu bây giờ, không phải là lính Cộng Hòa trước kia, nhưng chúng thích vẫn phô diễn như thế để làm gì? Còn các anh chị đi lính đa số là dân nghèo mới đi lính, để hưởng đến đồng lương, để lo cho vợ con, không còn đường nào thoát thân nữa. Tới khi các anh thương tật, đúng rơi vào hoàn cảnh đất nước vừa phát chiến tranh rất là khó khăn. Chính cái bản thân như chúng tôi đã từng đi kháng chiến về, tuy thương tật cũng rất là khó khăn, chứ không phải riêng ai, khó khăn toàn nước luôn sau chiến tranh hòa bình, sau khi hết kết thúc chiến tranh hòa bình. Lúc đó chúng tôi, những thương binh như chúng tôi chỉ được hưởng trợ cấp chứ không có lương, chỉ đủ tiền mua gạo nước mắm là đủ rồi. Nhưng chúng tôi cũng phải nghị lực phấn đấu lên để thoát khỏi số phận của mình, để bơi chảy lên, phải lo cho mình là cái chính. Còn một số anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, gọi là ngụy quân trước á, tôi được biết có một có anh á là thương binh mất một mắt luôn, nhà rất giàu ở ngay xã Lộc Phát, huyện Bảo Lộc, anh ta cũng người Công giáo đấy, nhưng con anh ta vẫn là bác sĩ, hiện giờ cũng đang phục vụ trong chế độ này. Rồi có anh cũng là lính Việt Nam Hòa, cũng là thương binh ở ngay Củ Chi, ở xã Tân Tân Hội luôn, giới thiệu luôn là chủ một lò mổ rất là giàu, con đi làm việc bên Nhật. Cho nên tôi phải nói rằng sau khi đất nước càng ngày được cải thiện hơn thì cuộc sống của anh cũng dần được cải thiện hơn theo sự đà đi lên của đất nước. Còn các linh mục này tập trung của anh vào lợi dụng để làm gì? Phát cho anh được phần quà để phô diễn lên, khơi gợi dậy để làm mục đích chính trị, rồi là xong. Lâu lâu cũng tập trung với anh lại để phát cho anh cả một phần quà hoặc một chút chăm sóc nào đó, để các linh mục để trục lợi, để có tiền đi Đài Loan, đi Úc, đi Mỹ, chứ tu hành tiền đâu mà đi. Các anh thử nghĩ coi,
ở nơi tu thì các vị xác định chữ tu đi, tiền đâu đó các vị đi Đài Loan, đi Úc, đi Mỹ để họp các cái nhóm phản động nước ngoài để xin tiền. Các anh thấy rõ ràng, anh trước kia các anh đã từng bị là nạn nhân của bọn công bố chiến tranh, thì các anh thương phế binh của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ các anh đang bị lợi dụng trục lợi và cái mưu đồ chính trị để chúng xin tiền nước ngoài, trong khi chúng lo cho các anh được bao nhiêu. Với hiện tại bây giờ có một số anh gia đình khó khăn, nhà nước vẫn lo bảo hiểm y tế diện dân nghèo, và bây giờ đã trợ cấp cái dạng người tàn tật. Thậm chí ở thành phố Hồ Chí Minh tôi được biết, các anh được quyền cấp giấy đi xe buýt miễn phí, hiện giờ đang xã hội hóa từ từ. Thì thử hỏi, bây giờ các anh sống trong đây, gia đình các anh có khó khăn, thì các anh làm đơn xin chính quyền giúp đỡ, chứ không có xin ai hết ngoài các linh mục đó. Thực tế gần nhất anh là chính quyền. Có những lúc gia đình các anh khó khăn, các anh vẫn làm đơn. Ở đây tôi chứng kiến rõ cái gì là khó khăn, vẫn làm đơn xin chính quyền trợ cấp khó khăn, hoặc là xin bảo hiểm y tế thì diễn dân nghèo. Tức là dần dần đất nước ta phát triển lên thì phải có vấn đề xã hội hóa. Có những căn nhà các anh nghèo, người ta vẫn xây nhà, gọi là nhà tình thương, vẫn giúp đỡ được cái nào giúp đỡ. Nhưng hiện giờ một số linh mục đang tập trung tới anh, không phải là tri ân, mà tôi thấy đang bêu xấu các anh đúng hơn, đang bêu rêu những thương thuế binh Việt Nam Cộng Hòa, tức là những đội quân bại trận. Anh thấy không? Đội quân bại trận tri ân cái chỗ nào? Tri ân những người bắn giết đồng bào, bắn giết những người kháng chiến chống đế quốc ngoại xâm. Đó là tri ân của bọn linh mục cực đoan đấy. Thể hiện á, dòng Chúa cái thế là khêu gợi cái lòng hận thù, công khai phản quốc, chống đối chế độ. Cho nó thể hiện lên rõ cái dòng Chúa cái thế đang có cái mưu đồ như thế. Các anh thấy rõ, các linh mục này đưa các anh làm rồi mà có cái trò hề làm nhục các anh đúng hơn là ca ngợi các anh. Bởi vì những đội quân bại trận mà đem ra tri ân thì tôi thấy rất là ngạc nhiên. Thậm chí Mỹ, một đội quân thiện chiến nhà nghề, rút quân khỏi Việt Nam, không có hề có kèn trống hào hùng nào đón quân Mỹ về. Các vị thử tìm thêm có một cái tư liệu, có một hình ảnh nào mà đón cái đoàn quân của viễn chinh của Mỹ Việt Nam về nước một cách hào hùng không? Không. Mà tôi thấy rõ ràng có những buổi lễ long trọng của Mỹ đón những cổ quan tài chứa những cái xác chết của Mỹ về Mỹ thì có những buổi lễ long trọng đó thì có. Thì các vị thấy rõ như thế. Hôm nay á thì tôi nói, tôi vẫn gọi các anh là anh, các anh em thương với bên Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ các anh đang sống chung với chúng tôi trong một xã hội hóa rồi. Và tôi nhắc lại, các anh là nạn nhân của chiến tranh chứ không phải tội phạm chiến tranh. Các anh là người bị ép buộc cầm súng. Hồi đó tôi đã từng ở lứa tuổi anh, tôi biết không chọn con đường đi quân giải phóng thì cũng phải chọn con đường cầm súng cho ngoại bang, không khác hơn được, không trốn tránh được, rơi vào hoàn cảnh đó phải chịu rồi. Tôi ví dụ một cái viễn cảnh, có một người bạn trung học chung với tôi, trước khi đêm tôi ra chiến khu, anh em ngủ chung với nhau một đêm, thì anh ta nói một câu thế này mà hơn 50 năm vẫn còn nhớ: mai mày vào chiến khu rồi đây tao cũng phải đi lính dù. Trong bối cảnh miền Nam trước kia như thế đấy, bạn bè, nhưng khi xác định rõ hai quan điểm, hai lập trường rồi cũng phải đành chia tay. Thì các anh coi lại, các anh coi cuộc đời của các anh, tôi nghĩ không có cái gì hào hùng hết mà tri ân. Có những kỷ niệm đời lính của anh thì tôi công nhận có,
đời ai cũng có một kỷ niệm. Người trăn trâu thì có cái niệm buộc làm buổi cực một đồng, học sinh cũng có những kỷ niệm cấp sách đến trường, đời lính của anh cũng có những kỷ niệm thời binh nghiệp. Nhưng tôi thấy đa số các anh bị ép buộc, mà hiện giờ các anh đang bị lợi dụng một cách ghê gớm luôn. Các anh nhìn coi, chúng đem thể xác của anh ra, các anh lợi dụng. Tôi nhìn thấy trong hình ảnh tôi rất thương những anh tàn tật, đi xe lăn có, mù hai mắt có, cục hai tay có. Chúng đem hình ảnh của anh ra các trục lợi, phải chi chúng cấp lương cho anh hàng tháng cho anh sống, cấp tiền trợ cấp, lo công ăn việc làm gia đình cho các anh, giúp vốn cho các anh như chính quyền mình đã từng giúp vốn cho những gia đình khó khăn, giúp vốn làm ăn, thì tôi ủng hộ. Nhưng chúng không lo được lâu, các anh chính quyền lo cho anh nhiều hơn. Chúng muốn đầu độc tư tưởng các anh để di truyền lại cho con cái các anh. Nhưng tôi nghĩ các anh rất tỉnh táo, đa số đã tỉnh táo, chỉ một số u mê thôi. Chứ cái buổi nói chuyện hôm nay á, là để tôi vẫn gọi các anh là anh em binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, của chế độ cũ trước kia. Bởi vì cũng một thời trang lứa với tôi trong thời kỳ chiến tranh đoạn lại, thì các anh cần phải tỉnh táo lại hơn nữa. Đặc biệt nhất những tên linh mục cực đoan chống đối nhà nước đang muốn lợi dụng mọi kiểu, mọi cơ hội, mọi cách để chống phá nhà nước, thì tôi nghĩ rằng một lần cuối cùng, lần sau bài này thì tôi mong các anh nên tỉnh táo hơn. Nếu lần sau chúng tập họp các anh thì các anh nên tỉnh táo hơn để nhận diện rõ bộ mặt thật những tên linh mục đang lợi dụng của các anh.